Vâng, xin được trân trọng kính chào tất cả anh chị và các bạn. Chúng ta đã quay trở lại với kênh review lô kéo của Nhật Tây audio.com nha. Thưa anh chị và các bạn, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ review cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta mẫu sản phẩm loa kéo di động công suất lớn anh chị nha. Thì trước mắt anh chị đây là một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu của Prosin. Thì nó có cái mã là Prosin VK15 Super nha anh chị nha. Thì dòng sản phẩm này nó có cái tầm giá là 7.990.000 nha. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi về cái bản review chi tiết của nó. Anh chị và các bạn chúng ta đang muốn một cái dòng loa, tức là dòng loa kéo karaoke tiện lợi, chúng ta có thể là di chuyển đi mọi nơi nè, để lên xe là đi thôi chứ không cần phải quá cồng kềnh giống như những cái mẫu trước đây chúng tôi hay review, giống như là những dòng 4 tấc đôi công suất lớn chẳng hạn, thì nó sẽ phù hợp cố định ở tại một nơi nhiều hơn so với lại là dòng sản phẩm loa kéo di động. Bởi chính vì vậy thì nó có cái tính gọi là tiện lợi và gọn như vậy, thì rất nhiều khách hàng vẫn còn đang muốn sử dụng những dòng sản phẩm loa kéo di động hiện nay nha. Thì đây là dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Prosin, thì nó là trang bị cho mình gồm thứ nhất là được thiết kế với thùng gỗ. Gỗ ở đây được phủ lớp sơn màu đen chống trầy nha anh chị nha. Đó, được các cạnh và các góc thì được bo bởi các cạnh này thì rất là đẹp và sang trọng luôn anh chị ha. Rồi, màu sắc lưới chủ yếu của hãng Prosin tức là màu xám như thế này nha anh chị nha. Đây cũng là Prosin nè, và đây cũng là Prosin 5 tấc nè, và còn đây là Prosin cột nè anh chị nha. Đó, nó có nhiều mức giá khác nhau, nhưng mà nhìn chung ra thì dòng sản phẩm Prosin cho cái chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời anh chị nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào thiết kế chuyên sâu hơn của dòng sản phẩm này. Prosin VK15 Super này được trang bị cho mình gồm một bát 40 nha. Đây, một bát 40, bát ở đây có từ là 170 và côn 65. Chép ở đây là chép kèn, đó, chép kèn và chép 350 nha anh chị nha. Đó, cho cái âm thanh phóng ra rất là tuyệt vời, đó, rất là chắc tiếng luôn. Một điểm không thể thiếu với dòng sản phẩm này đó chính là cái bình ở bên trong. Bình ở bên trong thì bình ắc quy được trang bị là bình 14 ampe, cho chúng ta cái thời gian mà mình sử dụng đối với những dòng sản phẩm bát đơ như thế này thì có thể là lên đến 4 tiếng. Nếu mà hát karaoke còn nghe nhạc thì có thể là lên đến 8 tiếng nha anh chị nha. Và tiếp theo thì bởi dòng sản phẩm này sẽ được trang bị thêm cho mình một cặp Miro. Anh chị thấy Miro mà, Miro rất là sang luôn ha. Hát karaoke cũng rất là tuyệt vời, tí nữa mình hát thì mình sẽ biết thôi. Thì chúng tôi sẽ có hát luôn, anh chị và các bạn chúng ta phải xem hết video này cùng với Nhật Tây Audio nha. Một cặp Miro UHF và Miro ở đây hát karaoke bằng kim loại nha. Đó, hát karaoke hay mà được trang bị bằng kim loại nè, nhìn sang trọng lắm anh chị nha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi về cái kích thước, cái chiều cao và cũng cái cân nặng của nó xem coi là nó là bao nhiêu nha anh chị nha. Để tôi sẽ đặt cái máy ghi âm lại chỗ khác nha. Nó ngang là 44 nha anh chị nha. Dòng sản phẩm này là ngang là 44 nè, 44 á, thấy không? Rồi, nó sâu là, bề sâu của nó là 41, thì cho 42 đi ha, 42 đi. Rồi, còn cao là xem nó cao bao nhiêu. Nó cao là 79, thấy không? Cho 80 đi, thấy không? Có cả thùng nữa là 80. Vậy là kích thước ba chiều của nó sẽ là 44 nha, 44, ngang là 44 nè, sâu là 42 và cao là 80. Đó, nhìn phải nhớ cái kích thước như vậy thì nó cũng không quá lớn so với cái diện tích ở trong nhà của chúng ta anh chị nha. Nên sẽ là một dòng sản phẩm đáng lựa chọn trong cuối năm 2020 này và đầu năm 2021. Thoát trên mình một cái vẻ màu rất là sang trọng và bắt mắt. Ví dụ như anh chị không thích cái màn lưới màu này đi, thấy không? Thì chúng ta có thể là chọn cái dòng sản phẩm khác của Prosin là 4 tấc nè. Cũng là 4 tấc nha, đây là Prosin nè. Để chúng tôi coi lại cái mã thương hiệu xem. Đây là Prosin VK15 Titan nha. Còn đây là VK15 Super. Super thì nó chất lượng hơn Titan anh chị. Cái dòng Titan thì rẻ hơn. Còn đây là dòng 5 tấc nè, VK2US nha. Thì nó cũng có nhiều cái mức giá cho anh chị và các bạn lựa chọn. Thì trong video này thì chúng tôi chỉ nói sơ qua như vậy để cho anh chị và các bạn chúng ta biết về cái thiết kế nó như thế nào. Thì một phần không thể thiếu nữa đó chính là bo mạch. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là cái bo mạch của dòng sản phẩm này nó có trang bị những gì, có cái chức năng gì hay hay không và ưu điểm như thế nào nha anh chị nha. Rồi, cất hai cái mic này một chút xíu nha, tí nữa thì chúng ta sẽ test karaoke. Rồi,
Rồi chúng ta cùng xem nè. Với dòng sản phẩm này thì anh chị và các bạn chúng ta thấy là cái bo mạch phải nói là nhìn rất là đẹp luôn và rất là sang trọng nha. Nè, màu đỏ nè, màu cam nè, hai màu chủ đạo và mạch thì màu đen nha. Rồi chúng ta cùng đi vào cái chức năng của nó thì cùng có các nút chỉnh sau đây là nút volume tổng nè, nút chép nhạc nè, nút bass nè, nút mid delay nè, mid echo nè, rồi mid bass nè, mid chép, volume của mic nè và volume của các lỗ nhạc cụ. Có bốn cái lỗ cắm nhạc cụ anh chị thấy không ạ? Lỗ cắm guitar 1 nè, guitar 2 nè, mic 1 và mic 2. Có cái chế độ là ưu tiên mic, tức là khi mà chúng ta hát lên thì nhạc sẽ nhỏ lại đó anh chị. Sản phẩm này cũng có thể là xuất ra một âm thanh cho loa kéo khác hoặc là cái thiết bị phát âm thanh khác, hoặc là nhận cái âm thanh từ TV và những cái phương tiện truyền âm thanh khác nha. Với một ưu điểm đặc biệt nữa của dòng sản phẩm này anh chị và các bạn chúng ta thấy nè, nó được chạy nguồn, tức là nguồn AC và cả DC và có tắt để sạc luôn, tức là tách riêng ba cái chế độ như vậy. Thì đây là một cái điểm rất là hay để mà tránh sử dụng mà cái bình của chúng ta không được sử dụng bền á, thì chúng ta sử dụng điện nguồn như vậy thì sẽ ổn định hơn và tốt hơn. Khi nào chúng ta muốn sử dụng bình thì gạt qua DC, khi nào chúng ta muốn sử dụng nguồn thì gạt qua AC nè, và cắm sạc cắm nguồn vào là sẽ xài điện trực tiếp luôn. Mà chúng ta muốn sạc thì chỉ gạt nút ở giữa là cắm sạc nha, rất là tiện lợi luôn, bảo quản bình rất là hay nha anh chị. Rồi tiếp theo là đây là cái nguồn 12V, tức là khi mà chúng ta bị hết bình nè, mà hiện tại thì cũng bị hết điện luôn, cúp điện luôn nha, thì chúng ta có thể là đấu cái bình ắc quy 12V vào, đấu đúng chiều nha anh chị nha. Chúng ta sẽ sử dụng mà mở nguồn lên hát trực tiếp thêm và không cần đến điện cũng như là không cần sạc gì hết ha. Tiếp theo thì chúng ta nhìn thấy là có các nút điều chỉnh sau ở trên bo mạch, là cái nút đầu tiên là nút quay lại bài hát, xoay dòng bài hát, dừng bài hát nè, nút EQ thì chúng ta có thể là chuyển được những cái chế độ, ví dụ như chúng ta muốn nhạc sàn bass nhiều đi thì chúng ta hãy nhấn vào đó, mà muốn chép nhiều thì nó tới như tới 3-4 chế độ anh chị nha. Hiện tại thì đang một tay đang cầm máy quay rồi nên là không có bấm được nha. Rồi cái nút tròn tròn có dấu chấm ở giữa anh chị thấy không ạ, là cái nút ghi âm. Chúng ta cắm USB vào thì sẽ ghi âm được những cái bài hát mà chúng ta hát đó anh chị nhé. Và nút play là cái nút tiếp theo. Đây là cái nút hai mũi tên này, là cái nút chuyển qua chế độ Bluetooth nha, xoay dòng bài hát, dừng. Rồi đó là những cái nút chỉnh. Thì dòng sản phẩm này có thể là cắm được USB và thẻ nhớ, và có màn hình hiển thị các chế độ đang kết nối là Bluetooth nè, hoặc là chúng ta có thể là cắm được lỗ AUX nha. Đó là chức năng của dòng bo mạch này, thì chúng tôi sẽ không nói thêm nữa. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test nhạc cũng như là test về cái chất lượng karaoke của nó như thế nào nha anh chị nha. Mời anh chị và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm với Nhật Tây Audio nha. Về đâu, cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi.
buồn chợt vui anh biết đâu em hơn rồi. Má em ứng hồng vì thẹn thùng khi bên nhau. Trên sân đã chiều Tết karaoke nha. Đó, Vinh rất là hay. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ test một bài hát karaoke. Chúng tôi sẽ có cái bản review cũng như là test nhạc ở ngoài trời cho anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe nha. Anh chị và các bạn chúng ta muốn tham khảo thêm thì hãy xem dưới phần mô tả của chúng tôi có để lại nha. Rồi, action. Bài gì là quắc à? Không biết nha. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần một bờ vai em ơi, nhưng không còn ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Mà sao trong anh buồn thế, anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh tìm nhưng không thấy em ở đây. Anh yêu em quá mất rồi nên ngỡ như em về thôi. Hát thử, hai người hát được đúng không?
ngon ghê. Alo, alo, sao? Anh bỗng bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần một bờ vai em ơi, nhưng không cần ngại lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ là những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh tìm nhưng không thấy em ở đây. Anh yêu em quá mất rồi nên ngỡ như em để thôi. Đã thêm bài nữa nha. Mấy bài là đi không? Alo, sâu, micro tuyệt vời. Hát ở trong phòng như vậy là quá tuyệt vời rồi. Chúng tôi sẽ có cái bản review hát ở ngoài trời luôn nha. Wi-Fi. Alo, 1, 2. Ở lại đây chỉ còn hai chúng ta, nói ra đi những suy tư buồn phiền. Ngày mùng chỉ vì ngày mai cách xa, sẽ không còn gì để oan trách nhau. Người tình ơi dù lòng em đổi thay, trái tim tôi vẫn mong em được vui. Đừng bận tâm về chuyện hai chúng ta, cuộc tình mình sẽ như là cơn gió. Người tình ơi ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao, lòng vẫn đau nhìn về những ngày xưa. Tình xưa kia cũ sẽ không bao giờ lãng quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Tôi đành chôn sâu trong tim một cuộc tình đau, giọt nước mắt không cho người đi. Tuyệt vời đấy. Nếu mà anh chị và bạn chúng ta mua những sản phẩm này về và hát ở trong nhà rất là tuyệt vời. Chất lượng ngoài trời ra sao hãy xem thêm dưới phần mô tả chúng tôi có để lại nha chị nha. Bấm vào đó là xem được thôi nha. Ở lại đây chỉ còn hai chúng ta, nói ra đi những suy tư buồn phiền. Ngày ngùng chỉ vì ngày mai cách xa, sẽ không còn gì để oan trách nhau. Người tình ơi dù lòng em đổi thay, trái tim tôi vẫn mong em được vui. Đừng bận tâm về chuyện hai chúng ta, cuộc tình mình sẽ như là cơn gió. Người tình ơi ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao, lòng quặn đau nhìn về những ngày xưa. Tình xưa kia cũ sẽ không bao giờ lãng quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Rồi đành chôn sâu trong tim một cuộc tình đau, giọt nước mắt không cho người đi. Quý vị thân mến,
ta đã sống được với nhau. Nói này hơi dài dài. Alice 6712. Thưa anh chị và các bạn, thì vừa rồi chúng tôi cũng đã tiến hành test chất lượng karaoke của dòng sản phẩm, đó chính là Rosin VK15 Super, hay gọi là Rosin W15 Super nha anh chị nhé. Thì tầm giá của dòng sản phẩm này đó chính là 7.990.000 nha. Thì là một dòng sản phẩm phải nói là 4 tấc cao cấp, hát karaoke rất là hay. Hiện tại tôi đang test karaoke ở trong phòng và nghe rất là tuyệt vời. Không biết là anh chị nghe qua cái máy quay của tôi như thế nào, nhưng mà khi mà chị xem những cái dòng sản phẩm của chúng tôi thì vui lòng đeo cái tai nghe của mình vào để mà cảm nhận cái chất âm thực tế nhất nha anh chị nhé. Tại vì mỗi cái điện thoại mà phát ra như vậy đó thì tùy vào, nếu mà chất lượng thì nó cũng phải phụ thuộc vào cái loa điện thoại của mình nữa. Nên là thử anh chị và các bạn, chúng ta muốn nghe hay nhất thì một là kết nối tai nghe, hai là kết nối với dòng loa nào mà nghe kiểm âm á, nghe nó hay hay á, thì chúng ta sẽ biết được cái chất lượng nó như thế nào nha. Rồi, một nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn chúng ta đã quan tâm theo dõi video review của chúng tôi. Nếu thấy hay và hữu ích thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh YouTube để mà ủng hộ cho chúng tôi nha. Hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo. Xin chào nha. Nhớ xem những cái video ở dưới phần mô tả nha, để mua dùng sản phẩm này nha anh chị. Yeah.